Smart English for you xin chào mừng xuống phong phong từng học nhé và ngày nay dương mình to sắc xa mê riêng tìm bẩm bấy và dương sắc xa bị clear kê sắc đọc bằng thang tiết 10 verb phrases hay chung mục nền đá có miền chung lịch bây giờ có môi bằng thang adverb of frequency và nâng được biết ra bật thêm vì ngày môn bản sở mánh để mê riêng tiện tồn tên năng time expression bọn con mơ mê riêng tì bẩm bớ hay tì bẩm bấy bọn con nâng chế pra time expression cho mỗi nâng adverb of frequency ní bàn đặt dàng lọ bà lấy cái mình tô sắc xa mê riêng tình ọc ní I always listen to music before I go to bed. Bọn con chia diêm riêng clear kỳ giả sắp này bạn trả ơn và chẳng bạn nhầm xâm rạch đặt clear kỳ giả sắp trong tiếng phía bạn trả ơn chung bọn con là bây sắc xa phía sau anh lê thường ọc nè bà dù mơ clear ní và nhầm tay tay always và nhầm tay tay sẽ đặt đần trấy môn bê nhầm châu kênh và before I go to bed. Okay, clear tìm mối cứ listen to music. Và listen to, trở thành miền thủ, và listen to music, listen to my parents' advice, và trở thành miền thủ, và chúng mình bình tố, I usually play badminton on the weekend. Và nhóm tay tay lên play badminton cứ vì say, và nhóm tay tại vì xây nơi ngay chống sắp đà. I usually play badminton on the weekend. Và dưới mơ bình dục bằng tố, I hardly ever play basketball on the weekend. Và dưới mơ nhóm đã clear càng cao from the adverb of frequency. Và tầm bè bông con riêng chùm nắm hay clear là đồ đá tầm bè ơi chia repetition đồ đá với bông con chập chạm. Bị hardly ever ní primota cầm rò bà I hardly ever play basketball on the weekend khi nhóm cầm rò lên bạc bọc nơi thay trong sạp đá nè bà play basketball basketball nó cứ bạc bọc bà I rarely visit relatives on holidays bà visit relatives bị visit relative ní mình này thà từ su sục tục bóng phôn su sục tục sạch nhiệt và sạch nhiệt bóng phôn ní dân hào thà visit relatives tại bị rarely ní cứ mà nâng bị hardly ever đá prai thà cầm rõ và prai thà cầm rõ chẳng dân prai mô thà nhóm cầm rõ từ liền bóng phôn nơi ngày bị mẹ cao ná I rarely visit relatives on holidays. On holiday nó cứ nơi thay bọn là nơi thay chụp xâm ra. Chẳng còn ai tờ nạp xe nhé, còn ai tờ liên bọn bọn đi. I always call my parents once a week. Và như mà clear once a week. Khi nhóm tay tay call rư gọt tê từ mạng bạc nhóm mùi sắp đà mùi đòn once a week. Mùi sắp đà mà đòn rư có mà đòn không mùi sắp đà. Và chẳng dư mơ ní dừng bông bôn an bông bôn sắc xa nâng ai chạm ná nâng hai clear clear hay nâng chế time expression máu dừng xong sửu ná và ọt bảo bạc tế nhưng dùm khán hay dừng chế clear kê giả sạp nâng sân listen to music, play badminton, play basketball, visit relatives, call my parents và lấy dừng sắc xa mình to tiết bà I sometimes stay out late on the weekend. Và on the weekend nhưng chụp một nắng ấy cứ nơi ngày trong sập đá. Chuồn cá nhiều. Và stay out late ấy cứ nơi cầu nơi hàng cầu dục chơi á bà. Nơi đòi mong đọc pi mong mui mong pi ấy chẳng tới đâu bạn á. Stay out late. Chuồn cá nhiều nơi hàng cầu dục chơi nơi ngày trong sập đá. Và chụp chụp một phe chẳng tới đã liền đã ấy tới cô khó. Nè đó mong bị đọc mong mùi yên chân bè nâng dân prao clear nâng cứ stay out late và stay out late I sometimes stay out late on the weekend I often shop for clothes
once a month. Và bịa shop for clothes miền này thà đa tính sử dụng bẻ và nó cả ở đây bọn ông tục chẳng về miền promotion discount chẳng chẳng dừng shop for clothes. I often shop for clothes once a month. Và chia rưỡi rưỡi nhóm và chia rưỡi rưỡi nhóm đa tính sử dụng bẻ mùi khai mà đòn once a month. Anh mà khai mà đón bọn con văn xe mắn biển nâng cư miền nâng nông mê riêng tì phạm phì và bọn con ai châu tới chạy ai châu tới riêng nâng cho bạc máu ngày nay cư dương nâng bình chạm phì rồi biếp ráo này often sometime ai mênh biển adverb of frequency và I always stay home on Sundays và nhóm mơ clear phụ dục mùi tiết thật nhóm tay tay nơi tiền nơi khai ở tịch. Và nếu mà rồi phía rồi và always cứ 100% hồi tất ngay ở tất cứ đang tận ở tế hay còn ở tên nào đi. Và I usually watch an old movie in the evening. Nhóm tay tay mơ rừng chả chắc nơi khóng phê là nghiệt. Và in the evening khóng clear nước bóng bôn cua tại chấm mơ được thọ in the morning, in the evening, in the afternoon, vậy nó người dân chăm về máu bà. I usually watch an old movie in the evening. Nhóm tay tay mơ rương chắc chắc. Và old movie rương chắc chắc. Rương sầm ai cung riêng thì dung, sầm ai đam. Nắng dương dồn mà mơ lần với nắng dân hàng old movie in the evening. I always see a play once a week. Nhóm tay tay mơ ca sầm đánh và see a play mơ ca sầm đánh once a week mùi sạp đà mở đòn và rư con mở đón không mùi sạp đà. Sống bông bôn chui subscribe nâng chốt tên lưu rút cần đắng đàm bấy tờ tuôn bàn mê riêng bần tốp tiệt. Sống bông cùn. À lời bông bôn mà mơ adverb of frequency đại dương tay tay prao nhập nhọp ná adverb nâng bà cùn kê giá. Cảm ơn bà bông bông phá always cứ miền này thà 100% và 100% hay dân nâng với phía xa này bằng tố mà usually cứ 80% often 70% sometimes 50% hardly ever rồi có rarely nâng cứ 20% phá bàn đôi khía bà ná hardly ever nâng rarely nâng cứ phá là cầm rò bạn cầm rõ bạn đã mà pay phía rồi đấy and never sold phía rồi bông bốn cua tay chăm tam lục đập nấn và cứ always usually often sometimes hardly ever never tinh tới chăm á bạn bớt sân chia ớt chăm tam lục đập nấn tiếp dương của bạn phá và ớt đăng thà na phẩm án phía rồi phẩm án na phẩm án phía rồi chẳng á sẽ cầm phía đây tầm đa activity đại ca láng này adverb frequency này bà an adverb of frequency describe how often an action happens bà dương ban đăng máu bờ khuyên prapi always dương đăng ngó à nâng viên sẽ cầm phiếp nâng viên mở rối phía rối kì usually máu sẽ cầm phiếp nâng ta 20% ta 80% sometime mình chẳng 20% bà hay never mình đài dương dùl tam rồi dạ dương chăm bị mùi mùi chẳng hãy ban nơi nông cam bình dù lý bông phổn mơ một đoàn tiền máu an adverb of frequency describes how often an action happens và adverb frequency bị bỏ ra nế cam bà phía mùi đại ban cả là nâng viên miên là dạng viên nhập nhọc phần nà và how often nâng nhập nhọc phần nà bông phổn mơ xùm nua mùi how often do you visit your hometown. Person bà khiêm chá lời tha, I always visit my hometown once a year. Khiêm tay 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 liên sọc cầm nát, rồi bọc nhóm mùi chân nằm ở đoàn. Chân có ở đại khan này, bà mở rôi phía rôi, always, ní cư mùi chân nằm ở đoàn, đăng là tư liên nha, mùi chân nằm ở đoàn mòn, bà mở rôi phía rôi ở đại chân nằm ở khan đi. How often do you do housework? Bà do housework ní miền này tha phư cạch cạp tè. I do housework every day. Ni kot phơ rọt ngày á mà. I do housework every day.
Muốn tiết bằng bốn cua tại school phí dân hai thả tí tăng rồi adverb of frequency, the position of adverb of frequency. Dân tí tăng viết cho nơi tổ nạc lắm bằng bốn. Dân bàn riêng bị time expression cả bị mê riêng tí bằng phí nâng. Tí tăng viết vừa phía chẳng cứ nơi kháng khao. Tại chúng bộ adverb of frequency bằng bốn mơ tí tăng viết cho nâng. Number one, she always does the dishes at night. Niêng tai tai liêng chan và do the dishes. Pịa vịa đào nó bông phôn bàn riêng mê riêng môn ấy. Đọc bì, she chẳng kì pra does the dishes. Niêng tai tai liêng chan nó bì dục. Và cứ cảm hiệp đó, dùm 100% nó ôi nó bì dục bàn liêng. Person bao dương prao cho mùi nè kì sắp thuộc bì vinh em is a vinh cho mơ em usually at the library on the weekend nhóm tay tay nư văn là lấy nư thay trong sắp đá bà dù mơ kà nà bao vía prao cho mùi thuộc bì em is a nâng viên nư cho krau thuộc bì vinh bà cho nư khẳng krau thuộc bì nâng mơ bôn chẳng em tam nâng mơ em usually at the library on the weekend. Person bao nhiêu bạn để xài vinh và bạn để xài I don't often watch TV on weekday và giờ mới bao sân bị dục shop giờ mới bị dục shop viên là một kỳ giả sắp và tại đó bị nhiêu bạn để xài vinh viên nơi thằng cày clear bạn để xài và giờ hai thà kỳ sắp chấm núi cho một bạn để xài đó bị cho nơi thằng cày năng vinh. Chẳng dân này dây tha, I don't often watch TV on weekday. Nhóm mình mớ tu rồi tu nơi ngày bà weekday đó cứ bị chăn kia chăn đó sập á bà. Ngày sập đá, ngày thuộc cá, chẳng nhóm mình mớ tu rồi tu nơi ngày bị chăn đó sập nâng chỉ nhật nhọt tê. Bà ẩn mơ nhật nhọt tê. I don't often watch TV on weekday. Cạn này lược lên như pía clear pía và cứ sometimes sai năng usually bong bon a vô một đạn nơi khẳng một bàn chiếu thì hó sometimes she does her homework with friends và chuẩn cá niên phơi homework và does her homework phơi cạch cá sả lá chỉ mỗi mật phe usually they study on their own chia thoa mật đá usually phụ kế sạc xa khuôn ảnh và study on their own nâng miền này tha sạc xa đòi khuôn ảnh và spy sạc xa they study on their own và lớp mê riêng dưỡng chọc và nâng bóng bốn á hay ổ cun chung phục bóng bốn đài chung này phê với lý sạc xa chung mùi nâng channel rồi bọc nhầm và xin ổ cun.